Hey, chào mừng các bạn đã đến với Đức Hà Vlog Review. Trong video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm đến từ Tiki nha các bạn. Đây, đóng nó một cái hộp nha. Sản phẩm này rất nhỏ gọn nha. Số tiền thu hộ là 47.000. Chỗ này nó hơi bị nhăn nhăn, 47.500. Đây là một cái gói thực phẩm viên rau củ. Giờ mình sẽ tiến hành khui. Đây, quả Tiki đây đóng gói đây. Giờ mình sẽ tiến hành khui thử xem sản phẩm như thế nào nha. Đây có một cái hóa đơn. Đây hóa đơn đây các bạn. Viên uống DHC bổ sung 32 loại rau củ quả Nhật Bản nha các bạn. Đây giá là của nó là 365.000, giảm giá 317.000, còn lại 47.000. Đó, cái này mình đã sử dụng Tikisu nha các bạn. Đây mình sử dụng Tikisu và mã giảm giá 10% nên được giảm như thế này nè các bạn. Đây đây là cái viên, đây trên này nó có ghi luôn nè, là viên uống DHC bổ sung 32 loại rau củ quả Nhật Bản nha các bạn. Đây, giờ mình sẽ tiến hành khui ra xem thử nó như thế nào. Mình thấy toàn là chữ Nhật Bản không rồi. Đóng gói rất chắc chắn. Đây đây là gói này đây các bạn. Đây cái này 60 ngày, đây uống 60 ngày đây DHC, toàn chữ Nhật Bản không. Cái này nó bổ sung dưỡng chất cho chúng ta, rau củ quả 32 loại rau củ quả rất tốt cho sức khỏe nha các bạn, trẻ em trên 6 tuổi sử dụng được. Đây mình thấy cái này có viên viên trong này, cái này 240 viên, 240 viên mỗi ngày uống 4 viên, uống trong vòng 60 ngày. Cái này nó bổ sung rất tốt nha. Cái này mình đã sử dụng rồi, mình thấy hiệu quả mình mới chia sẻ cho các bạn. Lúc trước mình có mua nhưng mình không làm review để video để cho các bạn, là lý do là mình muốn trải nghiệm rồi có tốt hay không rồi mình mới mua về review thực tế giới thiệu cho các bạn xem. Chắc cái này cũng rất nhiều bạn đã biết rồi. Giờ mình sẽ tiến hành khui ra xem bên trong nó có gì cho các bạn xem nha. Đây mình sẽ mở ra xem thử. Đây các bạn, đây cái viên nó như thế này đó các bạn, đây gọi là viên nén này. Cái này nó có mùi rau củ quả lắm, nhiều mùi rau củ quả lắm. Cái này chống táo bón rất tốt nha các bạn. Đây cho các bạn xem nào. Đó rất nhiều nha, mỗi ngày mình uống 4 viên. Đó, cái này rất tốt chống trị táo bón, đặc biệt là những cái bạn người già uống cái này rất ok nha, rất tốt cho sức khỏe. Nếu những bạn nào lười ăn rau cũng vậy. Đây mình sử dụng rồi, cái này là mình sử dụng rồi nên mình thấy hiệu quả, mình mua về làm cái review giới thiệu cho các bạn xem. Link mua hàng của sản phẩm này để dưới, mình sẽ để dưới phần mô tả video, để bạn nào có nhu cầu mua hàng hãy vào phần mô tả video để có link mua hàng nhé. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi để xem những video mới nhất của mình và ủng hộ mình có động lực ra những video mới nhất hay nhất để phục vụ tất cả các bạn tham khảo giải trí trước khi mua hàng. Chúc các bạn một ngày mới học tập và làm việc thật vui. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.